Ok và hello, chào mừng tất cả các bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Võ đây, và chúc bạn có một ngày mới vui vẻ bạn nhá. À quên, có những cái người mà xem ở trên TV thì sẽ có ông bà bố mẹ đúng không? Chào luôn. Xin chào ông bà bố mẹ cô chú anh chị của các bạn đang xem clip nhá. Okay. Anh em chào. 1 2 3 chào. Thì hôm nay sẽ làm một clip khá là thú vị, đó chính là clip sinh tố kinh dị nhá. Cũng không hẳn là kinh dị đâu, để mình review cho các bạn xem. Ở đây là sẽ có trái lè, trái bơ này, bú sữa này, đu đủ này, đậu này, ổi này, quýt này, chuối, táo, cái này cái gì? Lựu. Bưởi này, xoài này, thanh long này, dưa hấu này, dưa gang này, sữa chua này, bò húc này, sữa tươi này, nước cam, sờ tinh. Còn đây là máy xay sinh tố nhá. Ở đây thì có ba cái nguyên liệu đặc biệt, đó chính là muối ảo hảo này, chanh và ớt. Toàn bộ số bóng ở trên đây sẽ tương ứng với cả số hoa quả ở trên bàn nhá. Mỗi người sẽ có 3 lượt bắn nhá. Nếu mà ai vào ớt với chanh này thì đúng là kinh dị luôn. Nhưng mà để mà nói ấy, thì ví dụ sờ tinh ấy mà pha với cả xoài ấy uống khá là ngon luôn. Ví dụ như là quýt này với nước cam này. Đó, mỗi người có 3 lượt bắn. Như anh Hậu ấy thì anh thích vào 3 cái hương liệu nào? Anh thích là sữa này, dưa lưới này và sữa chua, sữa chua nữa, thích bạc này. Như Mon thì Mon thích vào 3 hương liệu nào? Em thích xoài với lại ổi với lại bưởi, ba hương liệu đấy đúng. Ok, thế được rồi, mình sẽ bắn trước nhá. Mong sao là không vào ớt chanh với cả muối ảo hảo là ngon này bạn ạ. Bắt buộc là phải uống hết nhá, xay bằng cái máy xay này. Và nếu các bạn thích đồ uống của ai thì các bạn nhớ comment ở bên dưới anh em nhá. Mình mong sao đồ uống của mình sẽ là đồ uống ngon nhất đó. Đây mình sẽ bắn trước này. Nhanh. Không biết cái gì đây? Ở bên trong nó có tờ giấy anh em ạ. Vỡ sữa không vậy á? Bây giờ còn hai hương liệu nữa. Xem cái gì nha anh em. Ui bò húc. Ui giời ơi, bò húc. Bình thường ấy thì mấy cái nước này rất là hiếm, nhưng mà mình đã trúng được hai loại nước, là một là sữa, hai là bò húc. Bây giờ mong sao trúng được một loại trái cây nữa là tuyệt vời. Của em sẽ rất là ngon. May quá không vào ba cái kia. Mấy lần sợ là nó bắn vào mặt ấy. Yeah. Chân đi. Bơ. Đây nhá, quả bơ này. Các bạn xem mà thấy hay nhớ cho like nhá. Nếu mà không hay thì không like không sao. Cái đấy là do mình làm clip có hay hay không thôi. Bơ này. Đấy. Bỏ húc này. Rồi. Quả đã. Quá anh em ạ. Cho nước vào đây được không? Nó có chảy xuống không? Không. Buồn cầu gọi tên. Thôi chưa uống buồn cầu gọi tên. Tôi ghét nhất thằng nào bảo buồn cầu gọi tên. Tí nữa mày chết, tao mong mày trúng chanh với ớt. Qua đâu. Không có đi mà, cứ không có đi. Tí tôi hứa luôn, thằng này bắn kiểu gì trúng chanh với ớt. Tôi thề danh dự không, tôi nghỉ làm YouTube. Mình nhân phẩm hơi cao ấy. Ui giời ơi, xem nào. Không biết cái vị của nó như nào đây. Phải uống hết một nửa cốc này nhá. Đến cái bạch này này các bạn nhá. Đức có tỏ trận vẫn ngon. Ôi, tao tao đến kìa. Không, nhìn ngon mà. Ngon mà xin tố hả? Lấy, cầm lấy. Tao tao đến, Không mà. Ngon đấy. Uống ngon á. Ngon đấy. Bớ là cả ngon, nhưng mà tao tháo sẽ đến thôi. Ngon không? Ngon thì ngon đấy. Ngon đấy. Nhưng mà tao tháo vẫn đến. Em, đây là ngửi thơm lắm. Bảo tao tao đến. Ui, thơm đấy. Thơm. Ủa hết luôn. Ngon nhỉ. Có khi Đức lại lại người anh kiếm tính con này. Thế là anh thấy nước rồi. Đây, để anh Hậu uống. Rồi, múc ra nước cho đây cho chị. Ngon không? Em thử miếng. Ngon lắm. Của mình rất là ngon luôn. Vậy là mình đã hoàn thành xong nửa cốc của mình nhá. Còn lại rất là nhiều những cái thử thách phía trước. Anh Hậu ơi, anh sẽ là người bắn tiếp theo. Rồi, chị ơi. Ui, phải. Màu hồng. Gì đây? Nước cam. Yeah, đúng cái ban đầu mình thích luôn anh em ạ. Đúng nước cam rồi. Yeah. Chanh. Không sao, nước cam với chanh đi vẫn hợp, đúng không? Hợp lý luôn anh em ạ. Hợp lý luôn. Tiến bảo cái gì? Ớt. Ớt đúng không? Sữa chua. Ớt chua. Sữa chua này.
Rồi và đây em pha chế nhá. Sau đây sẽ đến màn pha chế cho anh Hậu uống nhá. Thì anh Hậu trúng nước cam, sữa chua với cả chanh. Nước cam này mình sẽ pha dư dư cho mọi người uống thử. Đó. Chanh này. Bỏ hạt đây. Chanh là phải lửa quả bạn nhá. Ok. Thử chưa xong. Anh Hậu nóng lòng thế. Quay được cái đá này. Sữa chua này. Đúng rồi. Ấy. Ui. Lên. Xong. Nhìn giống trà sữa bị lâu nhỉ. Bỏ ra đi xem nào. Thơm lắm. Thơm lắm. Phải uống hết lửa cốc. Ui. Ui thơm thật. Thơm mùi dâu sao anh. Ok em nhá. Bây giờ mình đã thử tài năng pha chế của Đức anh em ạ. Đâu đấy, cái này do anh chọn mà. Ừ anh thử xem nhá. Bị sao? Ui, ngon vãi. Ui, sao đấy? Em thử tí. Ngon mà. Thơm nhìn. Ui, ngon cực kỳ luôn. Cái này mình không phải nói điều đâu, cái này ngon cực kỳ luôn đấy. Mấy cho em xin cốc. Ngon thật đấy em ạ. Mình không ngờ Đức nó có tài năng pha chế như vậy. Em xin thơm. Ừ. Ngon thật đấy. Vị chua chua. Vậy. Xong là ngọt ngọt. Vậy là vẫn chưa quay vào muối hảo hảo với ớt anh em ạ. Thì đến lần Tuấn nhá. Anh mong sao? Mày không trúng cái đấy bởi vì mày em ai. Anh chỉ mong sao thằng Văn Huỳnh trúng cả hai thứ đấy. Ý định siêu nhân. Bắn đi. Tuấn mà. Ui rồi cái gì đây? Gì đây gì đây? Chuối. Chuối. Ui trời ơi. Bờ la la. Ui xin thôi. Xin mà tắt đi đây này. Xin đâu? Xin rồi mà. Đây này. Ơ có đấy á? Xin mà. Rồi anh lấy đi. Bú sữa. Ôi ơi đây. Táo nhá. Ui táo dai giái tao. Sau đây mình sẽ pha chế cho Tuấn Ma nhá. Táo đây. Đấy. Có thuốc sâu không anh? Không. Đấy. Ăn chuối thì bổ chuối. Rồi. Đây miếng này không có hột. Rồi. Ờ, chắc ngon. Chắc chắn là ngon rồi. Ô cái này cho nước phải cho nước vào. Tí đá nữa. Cho tí đá kìa. Cho tí làm đá bào em nhá. Táo chuối đá xay. Ui. Ui giời ơi, mùi toàn mùi chuối thung thủ ơi. Chơi đẹp nhá, Tuấn nhá, hồi chơi bắn đi nhá. Chơi đẹp nhá. Này lửa cốc nhá. Một cốc này chứ. Lửa cốc anh ạ. Lửa cốc. Mày ăn anh cả cho em cả quả táo đi. Cả miếng táo nhá. Mình thì mình dị ứng với chuối, mình không là chuối anh ạ. Sao cảm giác như kiểu cháu Thanh Dương ấy nhỉ? Nhà ăn chuối. Kinh, mày gửi mùi chuối mình đã kinh rồi. Ổn đâu? Ngon mà. Ngon ngon thì em uống hết đi. Chơi đẹp, này, con đừng không phép nhé, đừng không phép nhé. Ngon thì em uống hết đi mà. Anh hơi gửi. Không. Ngon em uống hết đi. Mình tưởng cái vị của nó sẽ là đặc mùi chuối. Nhưng mà nhá, uống lại rất giống ngũ cốc. Uống cảm giác giống ngũ cốc. Nhưng mà cái vị chuối nó lấn hết đúng không? Không, mày uống nhanh đi. Uống cho hết đi. Được ăn cả tô bình cáo nữa. Kinh dị. Vỗ tay. Giỏi quá anh em ạ. Bây giờ thì sẽ đến lượt em Trung. Và bây giờ tên của em Trung khác rồi các bạn ạ. Trung bướm. Xà thổ. Trung bướm. Trung bướm. Trung bướm cố lên. Thôi, anh cũng đến gọi là lậy mày luôn ấy, mày bắn quá là gà. Đây, mày cầm bút mày chọc đi. Cho Chung với cả Mon với cả Tiến chọc nhá bạn nhá. Đấy, cho mày lựa ba quả. Em sẽ lựa màu xanh này. Ờ, chọc đi. Màu xanh sẽ là dưa hấu. Rồi. Dưa gang. Rồi, tiếp. Tiếp là sẽ chơi màu vàng đi. Chọc, dứt khoát lên. Rồi. Ớt. Đu đủ ấy. Đu đủ. Rồi, đu đủ với cả là dưa gang rồi. Quả xanh may mắn. Quả xanh may mắn. Cái gì đây, cái gì đây? Cái gì đây? Dưa hấu vai. Ui, dưa hấu. Hai loại dưa và một quả đu đủ nhá. Ok, vào đây anh pha chế cho. Đây. Đó. Cho ăn ít dưa, cho ăn nhiều đu đủ. Càng ghét càng có nhiều. Đu đủ à? À, em thích cái loại này lắm. Ờ, à, em thích à? Thế thôi, anh cho ít. Đấy.
Bartender. Xin. Đấy nha, dưa hấu nhá. Ấy. Sẽ rất là ngon. Thơm phết. Rồi, lấy bút khói đi. Bút khói á? Ừ. Không sao đâu. Em phải uống hết nhá. Okay. Mời mọi người nhá. Em đưa cho anh cái cảm nhận. Vị như là cái vị toàn mùi đu đủ đây. uống đâu. Đi. Ừ. Nhưng mà cũng ngon đúng không? Đỡ hơn chanh mỹ ớt. Ok, em uống hết đi. Cảm giác nào em coi? Cảm giác nào? Ngon ngon. Bây giờ ấy, cái tỷ lệ vào ớt với cả vào muối hảo hảo rất là cao bởi vì chỉ còn lại 3 người thôi. Đó chính là Tiến Tiền Tỷ, Bé Mon và Văn Huỳnh. Văn Huỳnh ơi, giờ bạn ra bạn lựa 3 quả nhá, bạn chọc. Ok. Rồi Huỳnh ơi, bạn chọc đi bạn ơi. Tôi thích màu hồng nên tôi quyết định là sẽ chọc màu đực vàng nhá. chú bé đần. Cái gì vậy? Liệu. Ngon. Hãy chọc quả đỏ. Cái gì đây? Thanh long. Ok, quá ngon luôn. Tiếp đi. Ớt. Ớt. Thằng này vừa nãy nó. Ớt. Đây. Đây rồi. Em nói có sai không? Không sai. Vậy là đã có người trúng ớt rồi, đó chính là Văn Huỳnh. Lửa quả, tất cả tại bạn ấy. Bạn nói bị ấy. Lửa quả. Xin chúc mừng bạn nhá. Nhà tiên tri Đức Mõm. Nhưng mà cái thanh long rất là nhiều nha, để cho nó áp cái vị ớt đi. Nhạt hạt đấy. Cái gì nhạt hạt? Thằng này. Gucci. Liệu này. Hơi mất vệ sinh an toàn thực phẩm giống như cả bên Ấn Độ ấy. Này đi đái rửa tay ấy. Ờ tôi làm gì đái sáng giờ đâu. Ui giời, cái cốc này gọi là kinh dị ấy bạn ơi. Sinh tốt. Tiêu rồi. Mời các bạn nhá. Cuối đi bạn ơi. Ngon vang. Ui giời. Không còn bị cay gì luôn. Thật. Thử đi. Đây, nó lửa ấy. Thôi. Thôi bạn ơi. Đợi uy tín lắm, thật bạn thử đi là biết. Biết nghe lửa cay nữa. Thằng lắm. Cái này nhá. Quý đã thằng rồi. Nốt đi. Thằng lắm. Uống nốt đi. Đây là hình phạt cho kẻ phản diện. Với anh rất bỏ vã. Anh như nữa rồi nhỉ. Anh đưa. Như là lúc nãy anh đưa. Thôi tha. Không ca được. Tâm ác. Tâm là ngày ác. Chịu thua chưa? Chưa chịu thua. Thôi thua thôi. Xanh chín. Ui ôi, nè cả ớt ra này. Ngon. Mấy chạy rồi. Tiến Tiên Tỷ. Đó. Tùy theo số trời nhá. Chọc đi. Chọc 3 quả liền nhau luôn. Liền nhau luôn cho chất. Ôi. Quýt. Ô sao đen xịt thế nhở? Máy quay mình đen xịt. Sơ tinh hoàn hảo chuẩn nhá. Mãi làm nó sáng nữa, nó bị sập tối. Rồi, cái gì đây? Áo. Củ đậu. Đây xem nào, ừ củ đậu, rồi. Quýt với củ đậu khá là hợp rồi đấy. Hào hào. Cái gì đây? Cái gì? Từ. Muối hào hào. Cha ta cũng câu, ăn quả như kẻ chấm muối. Có muối không làm sao cả. Mày nói gì đấy? Thì ăn quả nhớ kẻ chấm muối. Ăn quả. Này, anh dạy mày ăn quả nhớ nhả hột ra, uống nước nhớ tè. Bình thường ấy, người ta sẽ ăn củ đậu này chấm với cả muối hảo hảo rất là ngon luôn. Nhưng mà giờ mà làm sinh tố không biết như nào. Tiến đây. Không sao, nhưng mà ăn quả nhớ kẻ chấm muối mà. Từ, cho quýt vào đã. Đây. Đây, quýt cho mày, một muối thôi. Cho mày hẳn quả luôn. Đủ. Anh là chủ trò chơi này nên là anh pha như nào kệ anh. Rồi. Mày chết. Ui giời ơi. Thơm ấy. Đặc sản. Này. Mày thế được ít đấy. Ngon, được ít nè, uống đi. Uống đi cho cảm nhận. Ngon không? Bình thường, toàn mùi, toàn vị muối. Bọt với quýt lại còn có vị hào hào này không được. Thì khác gì mày ăn quýt chấm muối hào hào với cả ăn đậu chấm muối hào hào đúng không? Khả năng là cái này đỡ phải nhai thôi. Đỡ phải nhai. Anh ơi, khả năng mình mở quán những món mới lạ về cả đấy đắt khác
cố lên, lướt hết, ok. Và cuối cùng đó chính là mon. Bây giờ chỉ còn 4 quả thôi, em chọc quả nào em chọc đi. À, bây giờ còn 4 quả em hy sinh ăn cả 4 luôn. Ăn cả 4 luôn á? Đúng. Là 4 quả gì đây? Xoài. Xoài tinh. Bưởi. Bưởi. Ôi, em ăn liền phát 4 quả luôn. Ok, thử nhá. Cảm giác như kiểu bartender ở quán bar các bạn ạ. Đó. Xoài. Đấy, cho tí cho có vị dâu. Tuyệt vời. Thơm lắm. Đấy, thấy mùi thơm. Ui, thơm lắm. Mình sẽ hy sinh uống đầu tiên. Ngon. Em uống thử đi. Nó giống như kiểu là mấy cái kẹo hoa quả tổng hợp ấy. Uống đi. Mà hoa quả còn tổng hợp. Uống đi, ngon. Ngon cực. Ngon. Ngon không? Ngon mà. Không uống mình uống hết. Mát đấy. Ngon mà. Ngon mà. Nhưng mà có mùi, ngoại trừ cái mùi xì tinh ra thì lại còn lại rất ngon. Quá đã 10 điểm không nhưng. Thôi thì clip của mình đến đây kết thúc, và nếu như các bạn thấy hay nhớ cho xin một like cũng như đăng ký kênh nhá. Và đăng ký kênh cả kênh của anh Hậu này, kênh Trung Black like này, kênh của Văn Huỳnh này. Đó, thằng nhỏ chưa lập kênh. Ok. Thôi, nhưng mà không đăng video thôi. Không đăng video á? Mới nó đăng luôn. Ok nhá. Bye bye các bạn.